Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại trên tay mình đó là cái ốp lưng dẻo trong cao cấp Mercury dành cho Samsung Galaxy S7 của chúng ta. Thì hiện tại ốp lưng này hiện đang có mặt tại cửa hàng đồ chơi di động.com. Ốp lưng này được làm từ chất liệu nhựa dẻo cao cấp silicon. Nó có độ đàn hồi rất là tốt. Mỗi khi chúng ta mà chịu phải va đập thì nó sẽ chịu được một lực tác động để tránh được một số hư hỏng dành cho chiếc điện thoại S7 vừa mới ra đời của chúng ta. Đặc biệt của chiếc ốp lưng này nó không giống những chiếc ốp lưng khác, đó là cái đốm đốm. Nó có thiết kế một số cái sừng sừng ở bên trong chiếc ốp lưng như thế này để thấm hơi và thoát nhiệt. Để khi chúng ta xài điện thoại mà nó có nóng thì nó sẽ không bị ẩm và dính làm ố vàng cái chiếc ốp lưng của chúng ta, cũng như dính mồ hôi lên cái chiếc điện thoại thân yêu của chúng ta. Một số chi tiết trừ ra cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 của chúng ta, đó là cái camera sau như thế này. Và cái nút nguồn nó lòi thế này để trong quá trình chúng ta thao tác sử dụng máy á, thì nó sẽ dễ dàng hơn, và cái nút âm lượng cũng thế. Bên cái viền này nó có chữ Mercury là cái thương hiệu của cái nhà sản xuất của chiếc lưng này. Ở phía dưới nó có một cái nút đậy như thế này để lại đậy là cái chui sạc và cổng tai nghe của chúng ta, để khi trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không tránh được bụi bẩn hay cát nó lọt vào làm hư hỏng máy của chúng ta. Thì chiếc lưng này nó hơi dày hơn một chiếc lưng khác, độ mỏng của nó là 0,3 mm. Nó ôm sát chiếc điện thoại, bảo vệ chắc chắn cho chiếc điện thoại của chúng ta trong suốt quá trình sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.